Vừa qua, lãnh đạo đồn biên phòng Cù Lao Chàm cho biết vừa xảy ra vụ cháy ghe ở vùng biển thuộc đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 9, ba nhân viên khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang đi làm nhiệm vụ tại khu vực Hòn Dài, đảo Cù Lao Chàm, thì chiếc ghe bị hư hỏng. Sau đó chiếc ghe bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hai người trên ghe bị bỏng. Các lực lượng tại đảo cùng người dân có thuyền gần đó đến hỗ trợ dập lửa, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ cháy khiến chiếc ghe hư hại nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Trưa ngày 3 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an, thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 vừa phát hiện xử lý nhóm thanh niên chạy xe máy vào đường cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ. Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đoàn xe máy do các thanh thiếu niên điều khiển với tốc độ cao đi vào cao tốc trái quy định. Đến khu vực trạm thu phí, nhóm này quay đầu xe đi ngược chiều khoảng 10m rồi tiếp tục quay đầu xe đi về hướng huyện Thường Tín. Lực lượng chức năng đã bắt được 6 xe mô tô, 12 người, 11 nam và 1 nữ. Trong đó, xác định 6 người điều khiển phương tiện có năm sinh từ 2001 đến 2007, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trong đó, có một đối tượng sinh năm 2005, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã bị công an huyện Đông Anh bắt, khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Hiện đối tượng đang được tại ngoại và tòa sẽ xử vào ngày 14 tháng 9 tới. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, các nhà thầu trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn các tỉnh miền Trung nỗ lực đẩy nhanh thi công xuyên dịp nghỉ lễ Quốc Khánh cho kịp tiến độ. Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án, các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện thi công xuyên lễ với 3 ca một ngày. Trên công trường cao tốc, cam lộ hiện có hơn 150 đầu xe, máy các loại cùng gần 200 công nhân, kỹ sư. Trong những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9, mặc dù thời tiết nắng nóng gay gắt nhưng các cán bộ, kỹ sư, công nhân các nhà thầu vẫn miệt mài làm việc từ 7 giờ đến 21 giờ để đảm bảo các hạng mục dự án thành phần trên công trường để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đề ra. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về vụ cháy nhà ở kết hợp sửa xe máy trên đường Hải Thượng Lãng Ông, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm 3 người cùng gia đình và 1 người hỗ trợ cứu nạn bị tử vong. Nội dung văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp với cá nhân tham gia hỗ trợ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 9, liên quan đến vụ một thiếu niên 16 tuổi điều khiển ô tô tông hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ trên quốc lộ 1A, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã xác định người cha của thanh niên này đã giao xe cho con trai điều khiển. Theo đó, ông N, C, T, 41 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 60A668.00 chở theo người con trai 16 tuổi và một người khác đi du lịch. Khi xe đến địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ông T đã giao xe cho con trai điều khiển. Liên quan đến vụ việc, do người con trai chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong đang trưng cầu giám định thương tật của các nạn nhân để có căn cứ xử lý về hành vi của người cha đã giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Do ảnh hưởng của cơn bão quốc tế Haikui, các hãng hàng không đã phải điều chỉnh lịch bay đến, đi từ Đài Loan, Trung Quốc trong ngày 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9. Cụ thể, ngày 3 tháng 9, Vietnam Airlines phải hủy các chuyến bay VN586 từ Hà Nội đi Cao Hùng, VN580 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cao Hùng. Hãng cũng lùi giờ khởi hành 13 tiếng đối với các chuyến bay VN578 giữa Hà Nội và Đài Bắc, VN570 giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đài Bắc.
Tương tự, hãng Vietjet Air cũng phải điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay đến và đi Cao Hùng do ảnh hưởng của bão Haikui. Trong đó, hãng tạm hủy chuyến bay VJ946 chặng Hà Nội, Cao Hùng, VJ947 chặng Cao Hùng, Hà Nội. Các hãng cũng cho biết, do thay đổi lịch khai thác, một số chuyến bay nội địa Việt Nam có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do máy bay về muộn.